Hello, chào các anh chị và các bạn. Về tình hình COVID-19 trên thế giới, hiện nay đã có hơn 8 triệu 700 ngàn người đã bị nhiễm và số người chết vì căn bệnh này đã lên đến 460 ngàn người và những người được cứu khỏi là 4 triệu 600 ngàn người. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, số người bị nhiễm COVID-19 tại Mỹ là 2 triệu 300 ngàn người. Số người chết tại đây đã hơn 120 ngàn người và những người được cứu khỏi tại Mỹ đã lên đến 933 ngàn người. Và tại California, số người nhiễm COVID-19 đã hơn 161 ngàn ca và số người chết tại đây đã hơn 5.300 người. Và tại Los Angeles, số người bị nhiễm COVID-19 đã gần 79 ngàn người và số người chết tại đây là 3.027 người. Tại quận Cam có 9.292 ca nhiễm và 250 người đã chết tại đây. San Diego có hơn 10.000 ca nhiễm và đã có hơn 331 người chết tại San Diego. Và hôm nay là ngày thứ 6, 19 Tây tháng 6, Sở Y tế quận Cam đã cho phép các dịch vụ chăm sóc cá nhân, gồm các tiệm nail và đấm bóp, được mở cửa trở lại. Sau hơn 3 tháng đóng cửa, các cơ sở dịch vụ này đã bị đóng cửa theo lệnh của chính quyền tiểu bang để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Theo quy định của Sở Y tế, nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang trong lúc dịch vụ đã được thực hiện và các tiệm phải duy trì việc lau dọn và tẩy trùng mỗi lượt khách đến và đi. Và đồng thời, Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã ra lệnh cho tất cả người dân trong tiểu bang phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nơi công cộng. Lý do là vì gần đây có sự lo ngại gia tăng của các ca nhiễm COVID-19. Luật mới của tiểu bang không bắt buộc đeo khẩu trang cho trẻ em từ 2 tuổi trở xuống và những người có vấn đề y tế. Và người dân California cũng phải đeo khẩu trang ở các sở làm. Và những người lái xe bus, xe taxi hay xe công nghệ hoặc các dịch vụ đón tiếp khách hàng cũng đều phải đeo khẩu trang. Và thật sự mà nói, hiện nay vấn đề đeo khẩu trang đã thay đổi theo từng quận hạt của tiểu bang California. Có nơi thì bắt buộc đeo, có nơi thì khuyên nên đeo và không ai bắt buộc phải đeo khi ra đường. Và các bạn cũng thấy ở những nơi công cộng có những người đeo khẩu trang và có những người không đeo khẩu trang. Những người không đeo thì cũng chẳng có ai tới nhắc nhở họ. Và nhiều khi mình tới nhắc nhở họ thì sẽ mang họa vào thân. Và cũng có những cơ sở thương mại lớn, khi các bạn đi vào thì họ bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không thì họ không cho vào. Và tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, cảnh sát đã dẹp một khu tự trị trước nhà thị trưởng Mỹ. Gần đây, dân biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát đã lan tràn khắp nước Mỹ vào cuối tháng 5. Và những người biểu tình đã dựng hàng rào bên ngoài khu vực có căn hộ của thị trưởng Ted Wheeler. Nhưng cảnh sát đã lập tức giải tán khu vực này sau khi tuyên bố tụ tập nơi đây là trái phép, là hành vi gây rối dân sự. Những người cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa khu vực và bắt một số người biểu tình trong quá trình làm nhiệm vụ. Theo được biết thì đám đông quyết định dựng lên khu tự trị sau khi hội đồng thành phố Portland đã phê chuẩn cắt giảm khoảng 16 triệu USD khỏi ngân sách dành cho cảnh sát địa phương. Nhưng số tiền này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người biểu tình vì họ kêu gọi cắt giảm đến 50 triệu đô la. Có một số thành phố trên nước Mỹ đã cố gắng thành lập những khu tự trị. Nhưng ông thị trưởng Ted Wheeler đã khẳng định ông không muốn có một khu tự trị xuất hiện tại Portland, tiểu bang Oregon. Và tại New York, giám đốc điều tra sở cảnh sát New York ông Rodney Harrison hôm 17 Tây tháng 6 đã công bố trên Twitter đoạn video cho thấy có ít nhất 5 trường hợp cảnh sát bị tấn công trong các cuộc biểu tình. Hai cảnh sát đã bị tấn công bằng các vật thể không xác định được, trong khi hai cảnh sát khác thì bị ném đồ vật vào người và có một cảnh sát bị xe tông. Cảnh sát New York đã đề nghị người dân hỗ trợ để xác định những người chịu trách nhiệm trong các cuộc tấn công cảnh sát để tìm ra nghi phạm. Và phía dưới mình có để đường link để cho các bạn xem những video người dân tấn công cảnh sát như thế nào.
Và kể từ khi cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cách đây 3 tuần, vai trò của cảnh sát đã trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận và biểu tình ở Mỹ. Hàng ngàn người đã kêu gọi chính quyền nhanh chóng cải cách hệ thống cảnh sát và thậm chí giải tán cảnh sát. Hiện nay, làn sóng giận dữ từ những người dân vẫn chưa lắng xuống, nhưng một số cơ sở cảnh sát, người cảnh sát đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng riêng của mình. Có rất nhiều cảnh sát ở khắp nơi trên nước Mỹ đã xin từ chức kể từ khi cuộc biểu tình đã xảy ra. Các cuộc biểu tình ở khắp nước Mỹ với số lượng người tham gia lớn hơn bao giờ hết, còn các phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép người biểu tình dễ dàng tổ chức, hình thành và giải tán. Tuần rồi tại Hollywood, họ xuống đường để ủng hộ những người da màu và những người đồng tính. Và gần đây nhất là cuộc biểu tình của những người da màu phản đối tại thành phố Palmdale về việc một người dân da màu đã thấy treo cổ tại gần tòa thị chính của thành phố Palmdale, cách thành phố Los Angeles 60 mile. Theo điều tra ban đầu thì cảnh sát nói người da màu này treo cổ là vì tự tử. Nhưng những người thân nhân của gia đình thì không đồng ý và họ yêu cầu được điều tra. Và hiện nay, chính quyền của thành phố Palmdale đang điều tra sự việc này. Đó là những tin tức cập nhật được hôm nay xin gửi đến với các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc các anh chị và các bạn được một ngày bình yên hạnh phúc bên gia đình. Đoạn video hôm nay về thành phố Los Angeles. Và bây giờ xin mời các anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thank you.